chúng ta sẽ có phần phân biệt quy định quy trình và hướng dẫn công việc bằng cách là Loan đã liệt giúp anh chị liệt kê một cái bảng trong đó phân loại ba loại tài liệu này ở slide tiếp theo. Đó. Quy định là gì ạ? Là cái loại tài liệu ạ sẽ đưa ra các yêu cầu chung mà chúng ta phải bắt buộc phải thực hiện theo, không có sáng tạo nhé. Nó đã là quy định rồi thì không có sáng tạo. Ví dụ như là một bộ chứng từ của chúng ta phải gồm có hóa đơn giá trị gia tăng, có hợp đồng hay là gì đó, thì trong cái quy định là đã rõ ràng như thế, thì đừng cắt bớt một cái tài liệu gì, cũng đừng sáng tạo thêm một cái tài liệu gì mà nó lại đi sai các cái quy định của pháp luật của chúng ta. Đấy, đấy là một cái ví dụ đấy ạ. Còn quy trình ạ, như vừa rồi chúng ta đã định nghĩa quy trình rồi. Thế còn hướng dẫn công việc là gì? Hướng dẫn công việc là mô tả một cách chi tiết trình tự thực hiện của một một công việc nào đó, một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ trong quy trình của chúng ta, đúng không? Quy trình của chúng ta là quy trình thanh toán, thì chúng ta có một cái phần là phải chuẩn bị hồ sơ để gửi sang phòng kế toán. Vậy thì sẽ lại có những hướng dẫn là chúng ta phải chuẩn bị những cái gì, viết từng cái loại tài liệu đó, chứng từ đó ra sao, thì chúng ta có một cái hướng dẫn công việc ạ.